nhiều khi mình bước đi với Chúa đó, thỉnh thoảng mình thấy có một vài cái điều nó xảy ra mà nó không theo ý mình ước ao. Ví dụ như là của nhóm ít người trở lại thì mình quên mất một chuyện. Cái chuyện đó là anh chị em biết nhau là Chúa kêu gọi tôi và anh chị em sống bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Nếu mà tôi và anh chị em không nhớ điều đó thì nhiều khi vào trong buổi nhóm mình sẽ tập trung vào những cái đứa nó không đi nhóm suốt ngày, mình cầu nguyện cho nó không. Và buổi nhóm chúng ta phải tập trung vào ai? Vào Chúa. Tôi nói thẳng với anh chị em, nếu anh chị em nếm trải được Chúa, gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm Chúa thì cái chuyện có người khác cho bao nhiêu anh đâu ít nào ý nghĩa. Và nếu các bạn thật sự là cái người khao khát để mà sống cho Chúa rồi phục vụ Chúa đó, sau này các bạn cũng phải tập. Nếu các bạn đứng lên đây giảng, các bạn giảng được ngàn người hay một người cũng nhấp nhận. Nếu các bạn không mà bước đi bởi đức tin đó, là các bạn sẽ giảng rất là hùng hồn khi có đông người. Còn có ít người thì tự nhiên mình thấy gì? Không được xích dầu. Không hay. Đến sự xích dầu nó phụ thuộc vào cái số người ngồi à. Cái sự xích dầu nó phụ thuộc gì anh chị em? Tụi phụ thuộc vào cái mối quan hệ của tôi và anh chị em của mình. Cái khi mà các bạn đã được kinh nghiệm Chúa gần của Chúa rồi á, thì cái chuyện mà thu nhập nó cao hay nó ít gì nó không ảnh hưởng gì tới sự vui mừng của các bạn. Cái việc các bạn đi ra làm chứng người ta tin Chúa hay không tin Chúa nó không ảnh hưởng gì đó. Bởi vì mình biết gì? Chúa vẫn đằng lòng đi của mình. Và nhiều khi Chúa cho phép cái chuyện đó xảy ra là để làm gì? Để xem chúng tôi anh chị em có thật sự tin Chúa không? Cho nên vui mừng ở trong Chúa các bạn. Ngày xưa dân Israel đi trong đồng vắng đó, thì lúc nào cũng có cái trụ mây, trụ lửa trên đầu của họ. Trụ mây vào ban ngày và lửa ban đêm. Nhưng mà một khi họ bước qua sông Giô-đanh rồi họ vào trong xứ hứa, Chúa còn hiện diện với họ không? Chúa vẫn còn hiện diện với họ, nhưng mà không còn ở cái hình thức là trụ mây, trụ lửa nữa, là họ không còn nhìn thấy nữa. Không còn nhìn thấy nữa, nhưng mà Chúa vẫn hiện diện, vẫn y như lúc ở trong đồng vắng. Xin Chúa cho mỗi một người trong anh chị em ghi nhớ được điều đó, hiểu được vấn đề này. Để chi? Để tôi và anh chị em giữ được một đời sống vui mừng trong Chúa. Chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc với nhau một câu đừng hắn thôi trong phần tiếp tục của sách Gia-cơ. Tôi chọn cho cái tựa đề chiều hôm nay đó là biển bão kìa anh, là biển cấm kìa anh. Tại sao? Tại sao nó lại là biển cấm? Không, chưa có bao giờ thầy tổng bấm thì kể bấm cái tại luôn không? Các bạn biết là cái biển báo giao thông ấy, nó có những cái ý nghĩa, những cái giới hạn cụ thể của nó, đúng không ạ? Không phải cái biển báo nào nó cũng là có cái ý nghĩa hay là chức năng giống như cái biển báo nào, đúng không? Có những cái biển báo là mình nhìn vào mình hiểu ngay. Ví dụ như mình nhìn thấy cái chữ stop thì mình biết cái biển đó là biển gì, là dừng lại. Thế nhưng mà có những cái biển báo là mình phải học mình mới hiểu. Cái người nào mà không đi học ấy là không hiểu được. Ví dụ như là cái vạch vàng mà xét cái lề như thế này, ví dụ cái đường hai bên kia đó, mà cái vạch vàng nó vẽ sát một đường dài thì có điểm nghĩa là gì? Cấm đậu. Thế nhưng mà cũng là cái màu vàng đó, nhưng mà nó lại vẽ thành cái ô chỉ theo cái chiều chiếc xe thì mình là được quyền đậu trong cái ô đấy. Rồi hoặc là mình thấy một cái đường trắng như thế này mà nó có đường trắng, tức là đường đứt đoạn ấy, thì mình được sang lên. Mà nếu mà nó thẳng một đường vạch dài và màu trắng tươi sang lên là chết. Nhưng mà có những cái trường hợp ấy mình không hiểu, mình sang lại. Có những cái biển báo giao thông mà tôi là anh em chỉ cần nhìn là hiểu. Có những cái biển báo giao thông mình phải học mới hiểu. Tức là phải có ai hướng dẫn cho mình mới hiểu. Thì trong Kinh Thánh cũng vậy đó các bạn. Trong Kinh Thánh cũng có rất là nhiều cái lời răn dạy, cũng có rất là nhiều cái mạng lệnh nhằm hướng dẫn con người ta là các cách hành xử với Chúa và hành xử với nhau như thế nào. Nó cũng tương tự giống như cái biển báo giao thông này. Có những cái mạng lệnh là mình đọc có mình hiểu ngay. Nhưng mà có những cái mạng lệnh là phải gì? Cần phải được hướng dẫn, tức là cần phải học ấy thì mình mới có thể làm đúng được. Thì hôm nay mình sẽ xem cái biển báo này hay là cái mạng lệnh này, đây là cái loại biển báo mà phải giải thích mới hiểu, còn không á là chúng ta sẽ hiểu nhầm. Thấy nó rất là đơn giản nhưng mà nếu không giải thích là các bạn sẽ hiểu nhầm. Và thực sự mục sư cũng biết là có nhiều người đã áp dụng nhầm. Rồi câu số 12, anh chị chúng ta cùng đọc chung nha, nó rất là ngắn. Nhưng kể hết thưa anh em của tôi, chớ thề thốt, đừng chỉ trời, chỉ đất hoặc bất cứ vật gì khác mà thề. Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, để đang khỏi bị xét tội. Phải xét một lần nữa xin đọc lại. Nhưng kể hết thưa anh em của tôi, chớ thề thốt, đừng chỉ trời, chỉ đất hoặc bất cứ vật gì khác mà thề.
thờ Chúa là chúng ta không có được thề thốt, không có được hứa nguyện hay là hứa hẹn gì hết. Đúng không? Mình mới đọc mình sẽ thấy như vậy. Không được thề thốt, không được hứa hẹn, không được hứa nguyện cả với Chúa lẫn với người ta. Đối với nó ra mình thấy gì? Chắc thề thốt mà. Mà nếu như thấy là nếu cái điều này là đúng ấy, nếu mà Chúa cấm người tinh thần Chúa không thề thốt, không hứa hẹn gì hết, thì làm sao người ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa được? Bởi vì cầu nguyện tiếp nhận Chúa là gì? Mình sẽ nói gì? Con xin dâng cuộc đời con cho Ngài, hay nói cái kéo là gì? Con nguyện đi theo Ngài. Nếu mà Chúa cấm thề thốt ấy, thì làm sao mà anh chị em dâng mình hầu vị Chúa được? À, nếu mà Chúa cấm thề thốt thì sao? Làm sao trong lễ cưới có cái chuyện mà cô dâu chú rể có hứa nguyện được? Ví dụ một trong lễ cưới của cái đạn này, rồi nó cầm cái chiếc nhẫn lên, ví dụ như cuối năm nay nó cưới, rồi nó cầm chiếc nhẫn lên, nó nói là với chiếc nhẫn này em xin nhận anh làm chồng, để chăm sóc anh, để yêu thương anh, dù trong lúc nghịch cảnh hay là thuận cảnh, lúc vui hay là lúc buồn, lúc giàu hay là lúc nghèo, lúc mạnh khỏe hay khi ốm đau, sẽ trọn đời chung thủy với anh trong danh Chúa Jesus Christ, amen. Nhưng nếu mà Chúa cấm thề thốt thì cấm hứa nguyện là sẽ không có cái nghi thức này trong lễ cưới. Anh chị em ơi, để hiểu đúng hay là để giải thích đúng một cái câu kinh thánh, hay là một cái phân đoạn kinh thánh, hay là một cái bộ kinh thánh ấy, thì tôi và anh chị em cần phải tuân thủ một số nguyên tắc lớn hơn càng đẹp hơn. Nếu không là tôi và anh chị em sẽ hiểu sai. Mà trường hợp cái câu này là cái câu mà nhiều người hiểu sai, tức là áp dụng sai. Cái nguyên tắc thứ nhất ấy, đó là dùng kinh thánh để giải thích kinh thánh. Dùng kinh thánh để giải thích kinh thánh, tức là có cái chỗ nào kinh thánh nói về cái chuyện đó không? À, và mình sử dụng đó mình giải thích. Cái nguyên tắc thứ hai đó là phải giải nghĩa kinh thánh trong văn mặt của nó, tức là nó phải tương thích với cái phần kinh thánh trước đó và nó tương thích với cái phần kinh thánh sau đó. Nếu tôi và anh chị em mà rút cái câu này ra một mình á, chúng ta có thể giải đủ thứ. Và phần lớn nhiều người ngày hôm nay bị rơi vào cảnh này, tức là mình lấy một cái câu kinh thánh hay là một cái phần kinh thánh ra khỏi cái văn mặt của nó, mình muốn giảng giải đủ thứ. Tôi hay gọi đó là cái tình trạng là bãi kinh chứ không phải là giải kinh. Bãi kinh ấy, chứ không phải là giải kinh. Hoặc là nếu mà có giảng giải kinh thì đó là giảng giải kinh dị chứ không phải là giảng giải bình thường. Tà giáo nó bắt đầu nó ra thành cái kiểu đó. Những cái sự dạy dỗ mà sai tập về tà giáo lại làm nó bắt đầu đằng đâu anh chị biết không? Bằng cái việc là rút cái đoạn kinh thánh nó ra khỏi cái văn mạch của nó, cũng muốn giải thứ gì đó vậy. Đức Chúa Trời mẹ này, Đức Chúa Trời cha này, những cái thứ đó là bắt từ cái kiểu mà rút một câu kinh thánh ra khỏi trong. Cho nên xin Chúa cho tôi và anh em buổi chiều hôm nay sẽ cùng học tiếp đâu là cái điều Chúa muốn nói thật ở trong cái câu mà Gia Cơ được năm đồng hai này. Chúng ta đi vào phần đầu tiên, chúng ta sẽ xem thế là Chúa Giêsu dạy gì về cái sự thề thốt. Ở đây là cái phần kinh thánh này nói gì? Chớ thề thốt. Anh chị em nhớ lại nha, anh chị em nhớ lại cái chủ đề của sách Gia Cơ đó là sống đạo. Mà sống đạo ở đây không có nghĩa là chỉ có giữ đạo về bề ngoài. Sống đạo ở đây đang nói về một cái đời sống đức tin, một cái đời sống tin kính. Và những người đọc nguyên thủy của sách Gia Cơ đó là ai, anh chị em nhớ không? Ở trong đoạn 1 câu 1, câu 1 câu đừng có bấm luôn không? Bao giờ thầy bị bấm đây cái không? Anh gì nên quan ngồi giùm tôi gì? Câu đừng bấm máy luôn. Ok. Cái bài ý nè, cái người đọc đầu tiên của sách Gia Cơ đó là người Do Thái, 12 chi tộc, tức là đang nói về những cơ đốc nhân mà gốc Do Thái. Giờ các bạn để ý nhé, mà cái người Do Thái đó thì họ mới có những cái tập tục của họ, họ có cái truyền thống của họ. Khi họ tin Chúa, họ bước vào trong hội thánh thì theo anh chị em họ có mang những cái điều đó vào trong hội thánh không? Chắc chắn là có rồi, không thể tránh khỏi được. Một trong những cái tập tục hay là một trong những cái thói quen của người Do Thái đó là gì? Thề ước. Bởi vì sao? Bởi vì họ là dân tộc của giao ước mà đã nói tới giao ước là phải có gì? Có hứa, có thề, có nguyện. Chính Chúa, chính Đức Chúa Trời cũng nói gì? Ta chỉ dân ta mà thề. Không có gì sai trật trong cái chuyện thề hứa nha. Bởi vì dân đó với dân Do Thái là cái chuyện thề hứa này, ước nguyện này là cái chuyện tự nhiên, bởi vì họ là dân của giao ước mà đã nói tới giao ước là phải nói tới gì? Cam kết, phải có cái sự hứa nguyện. Cho nên là họ cam kết này, họ thề hứa là Chúa thì thề hứa, còn đối với họ là gì? Là hứa nguyện. Những cái lời hứa của Chúa đó thực ra cũng là gì? Là Chúa thề. Trong tiếng Anh thì nó rất là dễ hiểu hơn hai cái từ.
promise hay là bao, tất thảy nó chỉ là một cái gì là tôi đưa ra cái lời đó là tôi cam kết tôi giữ. Đã thề rồi. Mà anh chị em biết là một khi mà đã thề với Chúa thì mình hứa với Chúa thì mình phải làm gì anh em nhớ không? À, có tổn hại kiểu nào cũng phải, cũng phải trả. Từ đầu câu 5, câu 4, câu 5 cho chúng ta biết điều này. Khi con hứa nguyện điều gì với Đức Chúa Trời thì đừng chậm trễ hoàn nguyện. Vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại là kẻ mà hứa mà không làm. Rồi sao? Vậy hãy hoàn thành điều con hứa nguyện, thà đừng hứa nguyện hơn là hứa nguyện mà không hoàn. Trời, Phục Truyền đoạn 23, câu 1, câu 3. Khi hứa nguyện với Đức Giê-hô-va, với Giê-hô-va Đức Chúa Trời điều gì, anh em đừng chậm hoàn nguyện. Vì Đức Giê-hô-va, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đòi điều đó nơi anh em, và anh em sẽ mắc tội. Nhưng nếu anh em không hứa nguyện thì không mắc tội. Điều gì môi miệng anh em nói ra thì anh em phải gìn giữ và thi hành, vì chính miệng anh em đã tự nguyện thề hứa với Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Vì cớ là đối với người Do Thái họ rất là hiểu rõ cái nguyên tắc này, tức là phải hứa nguyện với Chúa là phải gì, phải giữ. Thế cho nên là họ mới chế ra hay là họ mới dày công nghiên cứu rằng cái hệ thống thề nguyện theo đó là có hai loại thề nguyện. Cái loại thề mà có dính dáng với Chúa đó là bắt buộc phải con giữ, tức là phải bị ràng buộc với chuyện đó. Còn có loại thề mà không có buộc phải giữ, tức là họ mới dính gì đến Chúa đó. Ví dụ như họ chỉ họ nói là thề có trời đất đó, họ chỉ trời họ thề, họ chỉ đất họ thề, họ chỉ đền thờ Jerusalem họ thề, họ chỉ bàn thờ, tức là những cái đó họ nghĩ gì, họ dính dáng đến Chúa. Bởi vì họ biết rằng là nếu mà cái thề hứa nào mà có liên quan tới Chúa, có danh Chúa đó là họ bắt buộc họ phải giữ. Mà họ biết là sẽ có những lúc họ không giữ. Cho nên là những cái vị dạy luật này phải làm ra một cái hệ thống rất là đặc biệt, là có cái loại thề mà không nhất quốc, không bị buộc phải giữ. Đó mới đẻ ra cái chuyện mà chỉ trời thề, chỉ đất thề, chỉ đền thờ thề, chỉ bàn thờ thề, không có tội. Và cái loại thề thứ hai đó, cái loại thề mà họ nghĩ là không dính dáng tới Chúa, đây chính là cái chỗ mà Chúa Giê-xu và Gia-cơ phê phán ở đây. Chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ 23, câu 16 đến câu 22. Một người đọc tổng được lần xin cái câu này. Lớn. Còn cho các ngươi những kẻ đến đường quá, các ngươi bảo rằng, nếu người nào chỉ đến thờ và thề thì không can gì, khi nếu chỉ vàng của đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Với những kẻ không dạy mù quáng kia, vàng hay đền thờ làm thứ vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Các ngươi bảo rằng nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can gì, nhưng nếu chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Với những kẻ mù quáng, lễ vật hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh, cái nào trọng hơn? Vì vậy người nào chỉ bàn thờ mà thề, tức là chỉ bàn thờ lễ vật trên đó mà thề, người nào chỉ đền thờ mà thề, tức là chỉ đền thờ lẫn đứng ngự tại nơi ấy mà thề, còn người nào chỉ trời mà thề, tức là chỉ ngay trời lẫn đứng ngự trên ngai mà thề. Những người Pharisee họ nghĩ là nếu mà họ chỉ trời hay là chỉ đất hay là chỉ bàn thờ hay là chỉ đền thờ là không có dính gì tới Chúa, nhưng mà Chúa Giê-xu nói gì, khốt cho các ngươi. Bởi vì tất tần tật cũng đều liên quan tới Chúa cả. Sao mà không liên quan? À, rồi, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 ở bài giảng trên núi, câu 33 đến câu 37. Câu này thì ra đây là chính là cái câu này là nguyên gốc mà Gia-cơ trích dẫn ra trong cái phần chúng ta sao. Các con có nghe lời dạy cho người xưa rằng chớ mỗi lần thề phải giữ vẹn lời thề đối với Chúa. Nhưng ta bảo các con đừng thề gì hết, đừng chỉ trời mà thề, vì đó là ngai của Chúa Trời. Đừng chỉ đất mà thề, vì đó là hệ chân của Ngài. Đừng chỉ thành Jerusalem mà thề, vì đó là thành của vua lớn. Cũng đừng chỉ đầu của con mà thề, vì con không thể tự làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng chỉ nên nói phải phải hay không không là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quyền tạo ra. Như vậy thì rõ ràng, cái này xem lại Gia-cơ đoạn 5 câu 12. Như vậy thì rõ ràng là Gia-cơ đoạn 5 câu 12 là gì? Là rút gọn lại của cái Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 33 đến câu 37. Chúng ta để ý này, nó chỉ là cái câu rút gọn, cái phần rút gọn lại của cái phần Chúa Giê-xu nói trong bài giảng trên núi. Chúa Giê-xu không đến để bãi bỏ luật pháp, đúng không anh chị em? Đúng không?
Mà Chúa nói gì? Ta không đến để bãi bỏ luật pháp hay là lời tiên tri, mà ta đến để hoàn thành hay là để làm cho trọn. Thì đó có nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có chống lại, hay là Chúa không đến để hủy bỏ cái chuyện thề hứa. Những gì mà Chúa Giêsu đề cập ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, 33, 38, 37 đó, và trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 16, câu 2 lúc nãy chúng ta xem, đó là Chúa phê phán cái loại thề hứa mà không bị ràng buộc phải giữ. Hay nói cách khác là gì? Đó là cái loại thề hứa mà người Do Thái nghĩ là nó không có đứng kìm danh, không có đứng kèm danh Chúa rồi đấy. Tức là họ mới chỉ Chúa họ thề. Nhưng mà Chúa nói gì? Chúa Giêsu bảo gì? Thề kiểu nào cũng dính đến Chúa Trời đấy. Chỉ vào đâu cũng đụng đến Chúa. Nếu mà các người đã không có cái ý định là giữ cái lời hứa đó thì đừng có thề thốt hứa hẹn gì cả. Đặt cái nội dung chính của cái câu đó. Chúa nói gì? Chỉ trời chỉ đất mà không đụng đến Chúa à? Chỉ đền thờ đến bàn thờ mà không đụng đến Chúa. Nếu các ngươi mà không có ý định là giữ cái lời mà các ngươi hứa đó đó thì đừng có thề phò, đừng có hứa hẹn gì. Nếu không có ý định mà giữ cái lời hứa mà vẫn thề, nếu không có ý định giữ lời hứa mà vẫn hứa thì sao? Chúa Giêsu nói vậy, hay là bảo do ác quỷ mà nó ra, tức là mình đã để cho quỷ nó sử dụng cái miệng của mình đó chứ. Thánh Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu nói gì? Ma quỷ là gì? Là cha hay là ông tổ đó, ông tổ nó giống. Cho nên tốt hơn hết ấy. Và tôi kết luận là gì? Tốt hơn hết ấy. Trong giao tiếp, trong giao dịch bình thường hàng ngày thì không cần phải thề thốt cam con vậy. Hãy chân thật, hãy chân thật vào, có gì nói đấy, có thì bỏ có, không thì bỏ không, đừng có xảo ngôn. Đừng có vô trang đặt cái nôm na cái cốt lõi của cái phần đầu là đừng thề thốt. Đừng thề thốt không có nghĩa là người tin Chúa không được quyền thề. Không, Chúa không có phê phán cái chuyện đó. Chúng ta hứa nguyện trước Chúa, chúng ta hứa nguyện trước cái người bạn đời trong cái lễ cưới. Thậm chí khi mà ra tòa hay cái gì mà khi mình biết cái gì mình còn phải ghi chú gì? Tôi xin chịu trách nhiệm về gì? Chúa không phải phán chuyện đó. Nhưng mà Chúa phải phán cái chuyện gì? Thật sự có cái câu nói là Chúa phải phán cái chuyện gì? Nếu các người là sống thật ấy, thì không cần phải hứa hẹn thề thốt. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần tiếp theo là Gia-cơ nói gì về cái sự thề nguyện. Lúc nãy là Chúa Giêsu nói về cái sự thề nguyện là như vậy. Còn bây giờ Gia-cơ nói gì về cái sự thề nguyện? Ở đây Gia-cơ nói gì? Nhưng trên hết trong bản tiếng Anh gọi là above all, trên hết mọi sự hay là trong tất cả mọi sự thì sao? Là không có thể thốt. Nhưng mà để anh chị em có thể hiểu nhưng trên hết này là tôi muốn anh chị em nhìn lại một chút xíu cái bối cảnh của cái người đọc. Chúng ta biết là cái người đọc đầu tiên của sách Gia-cơ đó là những người đang bị bắt hại, những người đang phải đối diện với muôn vàn thử thách hay là thử thách một muôn bề đó. Là gì nữa? Họ là những người bị đối xử, phân biệt đối xử giàu nghèo ở trong hội thánh. Họ là những người mà tuần trước chúng ta học ấy, chúng ta biết là họ là những người bị người giàu nó chèn ép, nó bạc đãi, nó áp bức, nó bắt hại, và thậm chí một số người bị giết chết. Chúng ta nhớ lại tuần trước Sư đồ Giăng khuyên những người mà đang bị bắt hại, đang bị ngược đãi là gì? Hãy kiên nhẫn này, kiên nhẫn chịu đựng. Rồi gì nữa? Hãy giữ mồm giữ miệng, đừng có oán trách nhau. Gì nữa? Hãy nhìn vào gương của cái người xưa kia kìa, những cái người mà chịu khổ trong cửa ấy, mà hãy học cái chữ nhẫn. Nhưng mà sau khi ông nói như thế, ông nói là hỡi anh em là những người đang bị ngược đãi, hỡi anh em là những người đang bị bắt hại, hỡi anh em những người đang bị đối xử một cách bất công, hãy nhẫn chịu. Nhẫn chịu như người nông dân chờ mùa gặt, nhẫn chịu như những người thánh xưa trải qua cơn bất hại. Đừng oán trách nhau. Nhưng chữ nhân đó là nó liên quan tới cái gì? Với cái phần mà nhẫn chịu ở đây đó. Nhưng trước hết trên hết mọi sự ấy, thì đừng có thề thốt gì cả. Có gì nói đấy, có sao nói vậy. Nhiều khi mình nói mình mới nghe mình thì làm sao? Đây nè. Nếu chúng ta chỉ đọc cái chữ mà đừng chớ thề thốt, đừng chỉ trời chỉ đất hay bất cứ vật nào khác mà thề, thì mình có thể hiểu rằng là mình dễ dàng hiểu nhầm rằng là người tin Chúa thì không có được thề thốt hay hứa hẹn gì cả. Thế nhưng mà khi mà mình đọc thêm cái phần tiếp theo để xin lỗi, nhưng phải thì nó phải, không thì nó không, thì cả cái câu này nó
quan gì đến chuyện thề nguyện. Nếu chúng ta chỉ nắm cái phần về những bộ xanh đó thôi, chỉ chớ thề phốt mình chỉ cầu chỉ đắc quả phất, chỉ cầu chỉ đắc quả phất, cứ bật gì khác mà thề thì mình nghĩ gì? Ồ, vậy là người tình Chúa không được quyền thề phốt, nó hẹn gì? Nhưng mà có khi cái câu đó tới đây đó, nhưng phải gì? Nhưng phải thì nó phải, không thì nó không. Thì rõ ràng là cái câu này nó không có, thật sự nó không có liên quan với cái chuyện thề nguyện một cách đúng nghĩa đâu. Câu này nó chỉ liên quan tới một cái chuyện thôi, hãy nói lời chân thật. Hãy nói lời chân thật. Khi tôi và anh chị em hay là khi một người nào đó họ nói tôi thề hay là thầy có trời đất thì điều đó nên biết gì không? Cái mục đích chính của cái câu mà tôi thề này là ý gì? Là ý mình nhằm gây ấn tượng trên cái người nghe, nhằm mục đích là mình muốn làm tăng cái giá trị cái lời nói của mình, nhằm mục đích là mình thuyết phục cái người nghe, nhằm mục đích là mình bảo đảm với người ta rằng thì là cái lời mình nói là thật. Xin lỗi với các vị như ngày hôm nay mình nghe người nào hứa là mình biết gì? Chỉ có mấy cái cô mà tuổi tin á, mấy cái anh cái chị đang yêu đó mới nói em không tin, anh hứa em mới tin. Cái đáng mà nó hứa là thường nó không có giữ lời đâu. Cho nên mình nói gì, nhiều thằng ấy mày nhớ rồi, bao giờ ông nó bỏ, bao giờ ông thực sự ông bỏ cuộc, từ đây lên bỏ, anh hứa đó thầy ở đâu đó từ đây lên bỏ, còn không giữ bỏ cuộc. Tức là hứa mà không có cái ý định là giữ. Cho nên cái câu mà tôi thề hay là thề có Chúa hay là Đức Giê-hô-va phán cái thứ đó không cần phải gây ấn tượng trên người khác rằng là tôi thề. Mọi người tôi không có được nói ai, tôi thầy tôi muốn nói thầy tôi. Thì các bạn tưởng tượng là cái khi mình nghe cái đó mình nghĩ sao? Tay này gọi là nói thì kiểu miền Tây Nam Bộ là sợ và cố. Cả Chúa Giê-xu lẫn Gia-cơ bảo gì anh chị em? Đã là người tin Chúa thật ấy thì không cần phải thề thốt hứa hẹn cái kiểu đó. Thay vào đó nói như trong Ê-phê-sô đoạn 4:25 là gì? Hãy nói thật với người lân cận mình. Thay vì thề thốt hứa hẹn để mà gọi là tạo ấn tượng với người ta, để thuyết phục người ta rằng lời nói mình là thật ấy, thì vì có mình là người tin thờ Chúa rồi thì hãy nói thật với cái người lâm cận, hãy cố mà sống thật với cái người lâm cận. Ê-phê-sô đoạn 4:25 tôi nói với anh chị em, vì có tôi và anh chị em là cái người đã được đã trở lại với Chúa rồi, được tiến đổi rồi, hãy cố mà sống thật với người khác, hãy cố mà nói thật của người ta. Anh em biết tại sao mà người ta có cái xu hướng là hay thề nguyện điều đó? Bởi vì người ta không có tin mình nói. Mình cố mình phải dùng đủ các loại hình thức ấy để thuyết phục người ta tin là bởi vì bình thường mất người ta không có tin. Mà tại sao người ta không có tin mình nói anh chị em? Có hai lý do. Thứ nhất ấy, là tôi và anh chị em hiện đang sống trong một cái thời đại hay một cái thế giới mà cái chuyện nói dối nó thành như nó thật. Ngày xưa đó mà những người lãnh đạo chính quyền hay cộng đồng mà nói là như là thánh phán ấy, đúng không? Bây giờ hết rồi. Báo chí mà ngày xưa nói á là nói là kêu bon luôn. Bây giờ hết rồi. Tức là mình sống trong một cái môi trường mà nó giả đủ thứ hết. Cho nên khi mình nói là người khác tán tung tán nghi, nhưng mà cái đó không nguy hại bằng cái lý do mà tôi và anh chị em nói mà người ta không tin ấy, là bởi vì mình chưa thực sự đáng tin. Cái này mới là cái mà tôi và anh chị em gặp. Vì cái lối sống của tôi và anh chị em, vì cái cách hành xử của tôi và anh chị em, nó chưa thực sự đáng tin. Anh em ơi, tôi nói với anh chị em điều này, người ta tin tôi và anh chị em không phải vì những gì chúng ta thề đâu. Dù anh em có thề đọc cỡ nào đi nữa, người ta không có tin. Người ta chỉ tin tôi, tin cậy tôi và anh chị em là bởi vì những gì mà chúng ta sống, những cái cách hành xử của chúng ta mỗi ngày, cách giao tiếp của tôi và anh em mỗi ngày, cách tôi và anh em đối đãi với nhau mỗi ngày. Đặc biệt là trong lúc hoạn nạn, trong lúc khó khăn. Chứ không phải anh em cứ to mồm rồi lấy danh lớn ra là thề hứa rồi thề
sống, có thể chết, người ta có tin chuyện đó. Người ta chỉ tin cách tôi và anh em hành xử trong cuộc sống. Đó là lý do người đời mới có cái câu là thức đêm mới biết đêm dài, sống lâu mới biết làm sao cái người đó có đáng tin hay không. Chứ không phải bà chết bà nhá, mà chết bà nhá nói cho nghe tin không. Nhưng mà ác cái khổ đời cái dân ta là nó khổ. Cái người nó thật nó không tin. Mà cái thứ lừa đảo trên mạng như là tin rồi tốn tiền, tốn bạc. Tại sao có đổi không? Nó cũng như vậy. Tức khi tôi và đang nhận nhận, nhận 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 chịu nhìn nhận là mình một chồng. Sự chưa cho là tôi và đang nhận. Cho nên khi mà bị bắt hại đó, khi bị bạc đãi đó, chúng ta thường có cái xu hướng là thỏa hiệp anh xem. Thỏa hiệp có nghĩa là mình không còn giữ cái lòng trung thực nữa, mình không còn giữ cái cách sống chính trực hay là thanh sạch, thanh liêm nữa. Mà mình bị cám dỗ gì? Mình bị cám dỗ là để chấp nhận cái ý tưởng là trung thực khi cho lắm thì chuyện thanh liêm. Cái lý do mà Gia Cơ nói ở đây là nhưng trên hết mọi sự chớ có thể thốt, tức là bảo vì đang khi mà bị ngược đãi, đang khi bị bắt hại đó anh xem, thì tôi và anh chị em rất là dễ bị cám dỗ để buông bỏ cái lối sống trung thực. Tôi sẽ chỉ ra một vài cái điều mà anh chị em đã thấy trong cuộc sống thôi. Tôi và anh chị em rất là dễ bắt mắt phải, nhưng mà nhiều khi mình không biết. Cái một số cái ví dụ mà về cái lối sống không trung thực đó, tức là mình buông bỏ cái lối sống chánh trực thanh liêm này. Thứ nhất là có thể mình nói sự thật nhưng mà nói một nửa thôi. Mình không nói hết. Trường hợp của Abraham nói gì? À, cô này là em gái tôi này. Đúng không? Đúng. Đúng. Ông chỉ Sarah nói đây là em gái tôi à. Cái đó đúng. Nhưng mà ông không chịu nói thêm là nhưng mà cô cũng là vợ tôi. Ông chỉ nói nữa. Nhiều khi tôi và anh chị em thì cám dỗ chỉ nói một nửa. Rồi cái loại thứ hai là cái loại nói dối mà mình gọi là nói dối sạch hoặc là nói dối mà vô hại đó. Cái này là rất nhiều anh em chúng ta ai làm trong công ty là thiệt thòi đây nè. Mình đang khỏe mạnh ô ô thế, chiều nay đi coi đá bóng rất là xinh MC, mình nghĩ đâu có hại gì tới ai đâu, nhưng mà tổn hại tới cái tính liêm chính của mình. Đây là yes mà mình nói no đây nè. Ở đây là Chúa nói gì phải thì nó phải, không nó không. Không phải là nó đúng thì nó đúng, mà sai nó sai không. Yes, say yes. No, say no. Nhưng mà ở đây là gì? No mà mình say yes. Đó là Chúa kể mình mở cửa cho gì? Cho bệnh tật đau yếu không? Thí dụ như một ngày nào đó anh Kiệt cô Yến ở nhà bước ra thấy con bưu điện đem có một cái gói quà nào đó mà để tên không phải em Kiệt, để tên ai, thì nếu một người bình thường là cô ấy cô sẽ không nhận. Cô nói gì? Dạ cái này nhầm địa chỉ. Tại sao ma quỷ nó gửi những cái thứ mà nó không thuộc về chúng ta, mà tại sao tôi anh em nhận qua làm gì? Ô nhiều khi mình nói cái này nó vô hại, nó xích sắt đây vô hại, có hại bởi vì cửa mình đã mở cho cái sự tàn phá hủy diệt nó đã. Cho nên tôi kêu gọi hết thảy này, những ai xem qua live stream rồi, nếu đã không bệnh tật đau ốm thì đừng có rước nó vào. Cái bệnh đừng có nghĩ rằng là không ai biết rằng, ít nhất là ba người biết, một là mình biết, hai là Chúa biết, và ba là cái kẻ hủy diệt nó biết. Vậy chúng ta mà chúng ta rất là dễ không yes mà nói là no, hay là không trung thực đây, tức là mình nói dối nhằm che giấu người khác. Ví dụ này ba con không có nhà, không biết có khi nào mấy ông làm bố hay là mấy ông làm mẹ sai nói với con mình á, nó là ba của nhà, nói là mẹ, nói mẹ của nhà. Cái mình đang làm gì cái tâm đó, bắt đầu nghe cảm giống như giống như con,
đầu người tôi không được ai dạy mình. Bố mẹ không dạy con như thế, trong trường không dạy con như thế, mà bây giờ ở đâu nít nòi ra cái thứ này. Yes, mà mình nói gì? Nói no. Ở đây chú bảo gì? Yes, say yes. No. Rồi tiếp theo, đó là, thứ nhất là gì nè? Nói một nửa sự thật. Thứ hai, là nói cái loại mà nói mình gọi là nói dối vô hại. Thứ ba, là nói dối nhằm che giấu một ai đó. Thứ tư, nổ phóng đại. Cái phóng đại này nó có hai kiểu anh xem. Một là nhằm đánh bóng cái tên tuổi của mình, tức là nhằm nói để cho người ta nghĩ tốt về mình. Hoặc là phóng đại để người ta thương hại mình. Trong cái lúc mà bị ngược đãi, bị bắt hại đó, dễ lắm, chúng ta nhiều khi cũng phóng đại. Cho nên nhiều khi, nhiều lúc mà ngồi nghe mấy đứa nó nổ nghe, tôi ngồi tôi suy nghĩ, hãy chi mà bên La Đen mà còn sống nha, tôi gỡ mấy thằng này nó qua bên đó, nó làm cảnh tử nó thì hay hơn. Nổ quá mẹ mà. No mà nó nói là yes. Ở đây, không cần phải đánh bóng tên tuổi mình làm gì, không cần phải nói quá để cho người ta thấy là mình tốt, và cũng không cần phải nói quá để người ta cảm thương mình, tức là mình tự dì mình xuống để cho người ta cảm thấy mình khốn khổ. Nhưng khi cô và anh em hay đi ra mà nhận cứu trợ hay là có ai đó hứa hẹn giúp đỡ gì mình, khi bị áp bức, khi bị bắt hại, thường thường chúng ta bị cám dỗ đánh mất tính chính trọng. Tiếp theo nữa là gì? Mình không cải chính. Không cải chính, ví dụ như một ai đó nịnh bợ tôi, nói tôi quá cái mức mà tôi có, nhưng mà tôi im luôn, tôi không nói đi nói lại gì. Cái này rất là dễ. Ví dụ như có nhiều người cứ gặp tôi, có một số tài trợ tôi, dạ thưa giáo sư, tôi nói không, tôi phải giáo sư. Tôi vào trường Kinh Thánh của mày, tôi dạy trong trường Kinh Thánh. Nhiều người người ta nói giáo sư, tôi nói không phải giáo sư. Tôi chỉ là cái người hướng dẫn thôi. Giáo sư là một cái học professor đó, nó khác, nó là một cái đẳng cấp khác. Không phải cái người dạy gọi là giáo sư. Chỉ là giáo sinh, hướng dẫn viên, hoặc là ở trong tiếng Anh còn có từ là lecturer hoặc là instructor. Không, còn cái professor đó nó là một cái loại thuộc cái đẳng cấp khác. Cho nên khi ai mà gọi tôi là giáo sư, tôi nên không, tôi không là giáo sư. Xin Chúa cho mỗi một người trong anh em hiểu. Sẽ có những lúc mà có người đó là họ nói quá về mình, nhưng mà chúng ta lại vẫn im lặng để làm gì? Để giữ cái điều đó. Nếu mình chưa phải mục sư mà người ta cứ kêu mình mục sư thì sao? Thì mình đính chính đi. Nếu mình chưa phải thầy thì người ta cứ kêu mình thầy thì mình đính chính đi, đâu có gì đâu. Nhiều khi mình nghĩ nhưng thật ra là mình muốn gì, mình thích gì. Xin mình là ông này bà kia chứ vậy. Nhiều khi tôi và anh em rơi vào cái cảnh này thế này. Đó là mình giấu cái sự sai trật của mình. Với cái lý do là gì? Nếu mình nói thật á, thì sẽ làm tổn thương ai đâu. Tôi nói anh xem lưu ý rồi này. Ví dụ, ông chồng cũng ngoại tình. Mà không nhận biết đó là sai. Nhưng mà ông giận nói, ông nói, ông nghĩ sao? Cái lý luận đó là gì? Nếu ông nói ra, mà bỏ nó tốt luôn. Nhưng đó là gì anh xem? Yes, mà nói no. Cho nên khi mà tôi và anh xem bị bắt hại, khi tôi và anh xem bị ngược đãi đó, thì chúng ta rất là dễ dàng bị cám dỗ để đánh mất cái tính liêm chính hay là cái sự tiếp trọng. Xin Chúa giữ tôi và anh chị. Hoặc nhưng chúng ta cứ nghĩ là thề thốt hay là hứa nguyện thôi. Nhưng mà khi có cái kèm theo cái chữ mà yes, no ở đây á, tức là phải nói phải không nói không á, thì điều đó nó liên quan tới cái chuyện là nói một cách chân thật. Thêm một cái điểm nữa, khi mà bị bắt hại đó anh chị, khi bị bắt hại, khi bị ngược đãi đó, chúng ta dễ phạm hai cái loại thề. Cái loại thề thứ nhất là mình bức xúc. Bức xúc mà thề. Ví dụ như mà khi bị chèn ép quá nó mình nói gì? Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phục tôi hoài. Tất cả loại này là cái loại mà bức xúc mà thề thôi. Chứ mà thật ra không có cái ý nghĩa là
mình sẽ làm như thế. Anh em hãy tránh gặp người khi có ai đã chân xấu anh em. Hãy cẩn thận. Anh em dễ lắm mà nói gì? Không nhìn mặt cái thằng này. Hãy cẩn thận. Đó là gì? Anh chị biết sao không? Bước xuống. Từ ngày ông đi ra ngoài anh ăn, tôi không bao giờ tôi nấu cho ông ăn nữa đâu. Không. Thề. Đó là loại này là loại bức xúc. Cái loại thề thứ hai. Mà đây là lý do mà Gia Cơ đề cập bởi vì những người này là đang bị bắt hại, đang bị ngược đãi mà. Một cái họ bức xúc vậy đó. Thứ hai là họ mặc cả với Chúa. Mặc cả là gì? Tôi nghĩ là nhiều anh em trong chúng ta sẽ gặp rơi vào cảnh này đây. Nếu Chúa mà giải cứu con nè, thì con sẽ như thế này. Không biết có ai trong chúng ta gặp phải cảnh này. Nếu Chúa mà trả lời con thì Chúa nhận lời con xin thế này á, thì con sẽ như thế này, thế này, thế này. Có cái cô kia, chồng buôn ma túy bị bắt vô tù. Cô cầu nguyện với Chúa. Chúa mà giải cứu chồng con thì con sẽ dâng mình hầu việc Chúa trọn đời. Chúa giải cứu thiệt, nhưng mà chắc chắn là dân mình hầu Chúa trọng đời là chắc chắn. Zethê là một vị quan sát trong Israel, là một nước. Nếu Chúa mà cho con thắng trận này à, mà con đi về mà đứa nào tức là trong nhà con mà cái tập gì hay cái tập cái gì mà ra trước đón chào con là con sẽ dâng nó là một lễ thiêng cho Chúa. Khi ông trở về thì đứa con gái độc nhất của ông nó cầm tấm ra nó mừng. Tôi nói với anh chị em, Chúa ban cho con và anh chị em điều này điều kia đó không phải vì chúng ta làm điều này điều kia mà là vì ân điển. Nếu anh em mình nhớ lại cũng cái chương này mà câu 11 là nói chuyện thì tốt đó, vì Chúa đầy lòng thương xót cả những người. Nhiều khi tôi và anh chị em nghĩ Chúa giống như mình đi, mình mặc cả với Chúa. Chúa mà làm cho con cái này á thì con sẽ làm cho con cái này, cho Chúa cái này. Quên chị. Chúa cho con mà sẽ làm được giấy tờ á thì con sẽ như thế này. Chúa cho con cái này á, con sẽ như thế này. Chúa nói gì? Những gì ta ban cho con không phải vì con xứng đáng, không phải vì cái công đức của con đâu. Những gì ta ban cho con nó là bởi lòng thương xót, bởi ân sủng của con. Cho nên anh em ơi, đừng bao giờ cứ nguyện dạy dầu theo cái đó. Cả cái thề mà thề trong nó bất xúc, lắm cái mặt cả với Chúa đó. Thì tôi gọi là hai cái loại này là nói mà chẳng biết nói gì. Nói thế mà thật ra ý mình nó không phải là như thế. Nhiều khi trong khi bức xúc mà mình nói vậy thôi, nhưng mà thật ra ý mình không phải là như thế đâu. Nhiều khi mình hứa nguyện, mình nặng cả, mình hứa nguyện với Chúa, mình nói Chúa làm cho con sẽ làm điều này, nhưng mà thật ra không, mình không phải có ý đó đâu. Hay có con nhà kia đi biển mà bỏ mất quá đi, cầu nguyện nói Chúa mà Chúa cho cái sống của biển này, con về con tế cúng thì Chúa một cái đèn cày bằng cái cục đinh, bằng cái đèn cày bằng cục đinh, cái thằng con nó cũng chỉ có cái đèn cày đó. Cứ hứa đại điện này, cứ quan đại này rồi sau đó mình tính tiếp. Nhiều khi tôi đang chen hứa nguyện với Chúa nhưng mà mình không có ý định là như thế, mình không có cái ý muốn là như thế. Hãy cẩn trọng. Chữ yes hay yes, no say no đó, hãy cẩn trọng điều này. Nhiều khi tôi và anh chị em nói yes nhưng mà không phải yes. Ở đây cái chữ là nhiều khi mình nghĩ là nói không. Yes phải là yes mà no phải là no. Nhiều khi chúng ta chúc mà mình không có chúc. Ngày hôm nay có một cái tệ hại, cái chữ mà God bless hoặc là gì xin Chúa chúc phước á, nó không còn là cái lời chúc nữa mà nó thay bằng cái từ gì bye. Anh em ngẫm, anh em sẽ thấy nhiều khi mình gặp nhau mình chia tay mình nói à xin Chúa chúc phước thầy nhá, nhưng mà ý là gì bye thầy. Mình nói như thế nhưng mà nó không có nghĩa như thế. Nhiều khi mình cho tiền một cái đó nhưng mà không phải thực sự là mình giúp họ, mà mình muốn gì biến đi cho ta nhờ. Cái đó là
mà không phải yes. Nhiều khi mình yêu ai đó, mình nói là mình yêu ai đó, nhưng mà không, thật ra mình không có yêu, thật ra mình chỉ để trục lợi thôi. Nhiều khi mình nói là I love you so much, nhưng mà thật ra là cái ý nghĩa là gì? Anh muốn ngủ với em thôi chứ không phải là anh yêu thương gì đây. Hơi này, cái chữ yes no này không có đơn thuần chỉ là nói đâu. Nhiều khi cô và anh em có mặt ở nhà thờ bởi vì mình quý Chúa, có mặt ở nhà thờ là yes đó đúng không? Nhưng mà không phải vì lòng biết ơn Chúa. Cho nên Gia-cơ mới kêu gọi những người đang bị bắt hại, đang bị ngược đãi như này: có sao nói vậy người ơi? Còn mình thì ngày hôm nay mình nói gì? Nói vậy mà không phải vậy, thấy vậy mà không phải vậy. Cho nên tôi nói với anh em điều này: dù có bị chèn ép, dù có bị bức bách kiểu gì đi nữa, nhưng người Việt có tôi và anh chị em là những người được Chúa cứu rồi, được sinh lại ở trong nhà của Chúa rồi. Cho nên hãy cố mà sống thật, anh chị em. Hãy cố mà sống thật với chính mình, hãy cố mà sống thật với Chúa và với người khác. Hãy cầu xin Chúa giúp đỡ và hãy cậy ơn của Chúa để tôi và anh chị em có thể trở thành người đáng tin cậy, đáng tin cậy với Chúa, đáng tin cậy của người thân của mình và đáng tin cậy của bạn bè. Đáng tin cậy trong cái gì? Có bốn cái lĩnh vực mà tôi và anh chị em cố gắng mà cậy ơn Chúa mà đáng tin cậy. Thứ nhất là đáng tin cậy trong cái việc giờ giấc của mình. Mình là cái người đáng tin cậy là khi mình nói giờ đó là mình sẽ có mặt giờ đó. Một trong những cái biểu hiện của một người đáng tin cậy là anh em sẽ thấy cách mà họ giữ cái giờ giấc. Thứ hai, đáng tin cậy thứ hai là đáng tin cậy trong cái việc quản lý tiền bạc, trong cái sự liên hệ của tiền bạc. Thứ ba là họ đáng tin cậy trong thể hiện trong việc cái công việc mà được giao, họ được giao việc đó. Và cái cuối cùng, họ đáng tin cậy trong cái phát ngôn này, trong lời. Hỏi này, Chúa chọn tôi và anh em để làm những người quản gia cho Chúa. Mà cái yếu tố mà quan trọng nhất của người quản gia đó là thành tính. Này nói cách khác là gì? Là đáng tin cậy. Nếu khi bây giờ khi người ta nhìn vào anh em, người ta sẽ nhìn thấy về cái điều gì đầu tiên của họ. Như vậy thì Chúa Giêsu nói về cái việc là thầy thốt rằng thì là tốt hơn hết nếu các ngươi không có giữ được, không có ý định là không giữ cái điều mà các ngươi hứa đó thì đừng có cầu nguyện nhé. Và Gia Cơ trên cái cơ sở đó muốn phát biểu lại là trước hết mọi việc, nó cách khác là gì? Trước hết là hãy giữ cái lòng của mình một cách ngay thật. Mà khi cái lòng tôi và anh em ngay thật hay là ngay thẳng ấy, thì mình mới có cái lời ngay thật, cái lòng chân thật nó ra. Điểm cuối cùng của tôi và anh chị em sao đây? Đó là cái hậu quả của cái việc thề thốt giả dối. Mình thấy nói gì? Để anh em khỏi bị phán xét. Để anh em khỏi bị phán xét. Nhiều người nghĩ là thầy chắc ơn đâu ăn thua gì. Và thật sự mà nói đó, tôi nói với cái mình hết sức thật. Có một cái sự khác biệt nhỏ nhỏ giữa cái người Việt Nam với người miền Bắc. Nhiều người Việt Nam mới họ nói tối nay qua nhà thầy ăn cơm nha. Thì nếu mà mình không có nói được người Nam, họ sẽ nói là không, tối nay không. Còn thường thường ấy, mấy anh em mình bắt mình ấy, thì anh em sẽ nói là câu gì? Dạ. Vâng ạ. Mặc dù mình không biết là có qua được hay không ấy, mà cái câu đầu tiên các bạn thường hay là gì? Yes. Nhưng mà cái yes được phép có nghĩa là gì? Nếu không á, là nói gì? Dạ con không có nhắc. Dạ con chưa dám hứa. Bởi vì một khi mà các bạn là người không đáng tin rồi ấy, khó có chuyện mà sẽ có những cái sự vi phạm khác từ người Chúa sẽ thấy được. Có nhiều người các bạn
từng đâu có từng mơ những cái vị trí cao trọng trong công việc là, nhưng mà có một điều các mẹ không bao giờ để ý là mình chưa thực sự đang được trong mắt Chúa. Nhiều khi mình nói là tại sao người này người kia cứ được lên chức là lên luôn rồi các thứ mà riêng mình cứ đi đẹp mãi. Nó phụ thuộc cái chỗ là tôi một cái đẹp hay là cái người đáng tin, đáng tin cậy. Dạ, chúng ta đi vào một phần thứ ba, đó là cái hậu quả của cái việc thầy tốt giả dối là để anh em khỏi bị phán xét. Tuần trước chúng ta học biết và chúng ta biết là Chúa là quan án công bình đúng không ạ? Đúng không? Chúa là quan án công bình. Chúa xử kẻ làm ác, cái kẻ mà ngược đãi, bắt hại chúng ta, Chúa xử không? Xử là chắc luôn. Thậm chí gì? Chúa đã gần rồi. Nhưng vì cơ là Chúa là quan án công bình cho nên Chúa cũng sẽ xử cả bị hại là chúng ta luôn. Nếu mình có sai phạm. Ồ, cái này là vậy đây. Tôi dùng ví dụ này để anh em hiểu nhé. Ví dụ như là có một cái ai đó sai phạm với chúng ta và làm tổn thương mình rất là lớn, thì chắc chắn là Chúa sẽ xử người đó. Amen. Nhưng mà nếu mà tôi và anh chị em không vâng lời Chúa mà tha cho người đó thì sao? Chúa xử người. Cho nên nhiều khi mình nói nó không thay đổi mà tại sao Chúa cứ đòi con phải tha? Ok, có hai cái chuyện nó không thay đổi là cái chuyện Chúa sẽ giải quyết nó. Nhưng mà riêng mình là mình phải làm cái phần mình cho xong. Tuần trước tôi có nói với anh chị em là gì? Đối với cái người ngoại mà chưa biết Chúa mà gian ác ấy, thì Kinh Thánh nói gì? Chúa đến gần rồi. Còn đối với con dân Chúa mà quán xét nhau hoài thì Chúa nói gì? Chúa đang đứng trước cửa. Tôi nói với anh chị em Kinh Thánh ở đây gia cơ nói gì? Đừng có thề thốt, đừng có chỉ trời, chỉ đất hay bất cứ một vật nào khác mà thề để anh em khỏi bị phán xét. Bởi vì sao? Đấng phán xét là đúng. Anh em ơi, đấng phán xét là đúng. Đấng sẽ phán xét tội anh em đang đứng trước cửa, tức là gần. Nhẹ thì sao? Nhẹ là mình sẽ bị người ta gạt. Nói ra kiểu miền Nam là gì? Nhẹ là sẽ bị người ta cho leo cây, tức là bị người ta hứa mà người ta không làm. Tại sao? Mình gieo ra như vậy mà. Khi mình thề mà mình không giữ lời thề, cái mình hứa mà không giữ lời hứa là sao? Tức là mình gieo cái hạt giống đó đó. Thì nhẹ nhất là gì? Là mình sẽ gạt được 30. Không có gạt một đâu, gạt được 30. Cho nên đừng có nói là người đâu hứa lèo không hả, hứa không giữ lời mà mình không, mình quên mất một chuyện gì, mình chỉ gạt cái mình gieo thôi. Đừng có nói cuối cùng là gì, trần gian còn sót lại con ma nhà họ hứa nhẹ đó, chung chung là 60, nặng khá là gì trăm, còn nặng thì sao anh chị em? Nếu mà Chúa phán xét ở cái mức độ nhẹ đó là tôi và bị anh chị em bị người khác lừa, tôi và anh chị em bị người khác lừa gạt, còn nặng ấy tôi và anh chị em sẽ trở thành cái người không đáng tin. Tôi nói thật sự anh chị em, khi tôi và anh chị em trở thành cái người không đáng tin cậy đối với người khác thì người ta xa lắm. Không bao giờ mà con anh chị em được người ta giao thác cái vị trí gì quan trọng đâu. Khó có cái chuyện mà tay hồn chịu quá có thể giao cho mình được. Anh em hãy tưởng tượng điều này nhé. Nếu mà anh chị em là một người cha, nếu anh em là một người cha và vợ của mình, con của mình không có tin cậy mình thì anh em sống như thế nào, anh em cảm thấy sao? Các bạn hãy tưởng tượng nếu mình là một người mẹ mà chồng mình, con mình nó không có tin mình, thấy con sẽ làm gì? Nếu anh chị em là một nhân viên mà chủ nó không có tin mình, bạn đồng nghiệp nó không tin mình, thì anh em nghĩ là cái bầu không khí làm việc của anh em trong chỗ đó. Cho nên tôi nói anh chị em mình, cái biển báo mà chiều nay chúng ta học, cái biển cấm chiều nay chúng ta học không phải là cấm thề thốt, mà là gì? Cấm nói dối.
điểm báo đó thật sự là nói gì? Hãy sống thật, hãy nói thật, hãy là người đáng tin cậy đối với người khác. Tôi muốn dùng cái câu đánh trong sách Gióp 2 và số 3 để kết thúc cho cái sự nghiệp chiều hôm nay. Như anh chị em biết, Gióp là một con người trung tín, đã được Gia Cơ tuần trước đề cập đến như là một cái tấm gương về sự kiên nhẫn của chúng ta. Ông bị bắt hại, phải nói là ông bị quan ức ấy, đau khổ tột cùng. Và khi mà ma quỷ, tức là khi Satan xuất hiện ở trong cái cuộc họp ở thiên đình, Chúa hỏi Satan: ngươi từ đâu đến? Không phải là Chúa không biết nó đâu đến, thì nó nói dạ con đi vòng vòng này dưới đất khắp chỗ. Lần một con thấy Gióp thầy tớ của ta không? Chúa nói gì? Ngươi có để ý Gióp tôi tớ ta không? Khắp thế giới không ai bằng Gióp, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lắm điều ác. Hơn nữa Gióp vẫn giữ được sự trọn lành dù ngươi có sinh ta hại người vô cớ. Anh em, nếu hôm nay mà quỷ nó đến trước mặt Chúa, nó là cái tài liệu cáo, mà rồi Chúa sẽ nhận định về tôi và của mình, Chúa sẽ có đầu lòng của Chúa. Nếu hôm nay Chúa phải nhận định về tôi và anh chị em trước mặt chủ của anh chị em, liệu Chúa sẽ có câu nào nói về anh chị em trước mặt chủ của anh chị em? Nếu hôm nay Chúa phải nhận định, đưa ra đánh giá về anh em trước mặt vợ của anh em, Chúa sẽ đưa ra câu. Nếu hôm nay Chúa nhận định về mỗi một chúng ta trước mặt bác quan văn võ, trước mặt thập phương má đánh ấy, Chúa sẽ đưa ra câu này. Liệu Chúa có thể nói rằng là đây là một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lắm điều ác? Hãy để câu này đánh động trong mỗi người, hãy để nó là một cái chú mực để chúng ta cậy ơn của Chúa một con người. Anh em ơi, chúng ta đang sống trong một thế giới giả dối, nhưng nếu tôi và anh chị em muốn sống ngay thật, chúng ta vẫn có thể sống được. Noe là một cái người như thế, cả thế giới thời bây giờ không ai kính sợ Chúa Trời, ông vẫn có thể đẹp lòng Chúa trong cuộc đời. Chúng ta cùng đứng lên trong thời gian, mỗi một anh em để suy gẫm về cái mạng lệnh của Chúa chiều hôm nay, chớ thề thốt, đừng chỉ trời chỉ đất hay bất cứ một điều gì khác mà thề. Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, để anh em không bị phán xét. Có thể lời Chúa trong khi tôi diễn giải vừa qua, anh em nghe và nhận thấy dường như mình vẫn còn bị rơi vào điểm này hay điểm khác. Nhiều khi chúng ta không thật sự yes như những gì mình nói, nhiều những gì chúng ta nói ra không thật sự là đúng. Có cái gì đó nó chưa thật ở trong đời sống của chúng ta, có cái gì đó nó chưa thật, chưa đáng tin ở trong cách chúng ta sử dụng thời giờ, cách chúng ta sử dụng tiền bạc, cách chúng ta hoàn thành những công việc được giao và trong những lời nói của mình. Chắc anh em không ai biết được điều này ngoài anh em và Chúa. Hãy đến trước mặt Chúa, kêu lên với Chúa. Có thể tôi và anh em không ai ở trong cái sự bất hại hay là bị ngược đãi giống như là những thánh đồ trong cái thời của Gia Cơ. Nhưng anh em ơi, áp lực cuộc sống mỗi ngày nó có thể khiến tôi và anh em đánh bỏ cái lòng chính trực, đánh bỏ cái đức thanh liêm để thỏa hiệp. Hãy nhớ tôi và anh em là gọi là con của Đấng Amen, là Đức Chúa Trời của sự chân thật, để trở nên giống như cha của chúng ta. Không ai biết được điều gì trong lòng tôi và anh em, nhưng chính mình biết. Chúa kêu gọi, nhưng trước hết hỡi anh em yêu dấu của tôi, chớ có thể sống. Nói cách khác là những chúng hãy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy cố mà sống thật, hãy cố mà nói thật. Không có gì phải thề thốt, không có gì phải hứa hẹn trong những giao tiếp, trong những quan hệ gần gũi. Hãy sống thật, để mỗi khi tôi và anh em nói ra một điều gì thì người ta biết đó là chính xác. Chúng ta nói là giờ đó chúng ta đến là chúng ta có mặt. Chúng ta nói là cái việc, cái tiền bạc của mình, chúng ta nói về cái công việc mà mình được giao phó, hãy để cho người ta nhìn thấy mình là người đáng tin cậy của anh chị em. Kêu lên với Chúa,
Chúa ơi, xin giúp con trở thành người đáng tin cậy của Ngài. Xin giúp con trở thành một người chồng đáng tin cậy. Xin giúp con trở thành một người vợ đáng tin cậy. Xin giúp con trở thành một người cha đáng tin cậy, một người mẹ đáng tin cậy, một người con đáng tin cậy. Xin giúp cho con trở thành một người đầy tớ đáng tin cậy của Ngài. Xin giúp cho con trở thành một công nhân